chào các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm cái món là bánh rau câu lăng phô mai. Nghe cái tên thì rất là lạ nha các bạn, nhưng mà thực sự là giữa cái bánh lăng với lại rau câu nó kết hợp với nhau cũng ngon lắm các bạn. Thì ăn thì cái vị béo béo thì nó là phần bánh lăng ha các bạn, còn cái rau câu thì ăn thì nó giòn giòn, nó cũng ngon lắm. Thì nguyên liệu mình gồm có ha, này là hộp gà nha các bạn, còn cái này là sữa tươi, đây là bột rau câu, mà bột rau câu mình mua lạng dạng như là rau câu dẻo á các bạn. Đây là một ống vani, đây là phô mai con bò cười, đường với lại cà phê mình cũng pha sẵn luôn. Rồi, trước tiên là mình sẽ đi nấu cái phần rau câu lên trước nha các bạn. Là mình nấu, mình để bột rau câu á các bạn, mình để vô chung với chén đường như vậy nè, cái mình sẽ trộn lên cho nó đều. Khi mà cái phần nước sôi á là mình sẽ để ra cái phần đường với bột rau câu mình để vô, mình cũng vừa để mình vừa khuấy á, tặng cho nó tránh khỏi có bị đóng cục đó các bạn. Bây giờ là mình cũng đổ vô, mình cũng khuấy nha. Cho một ít vani vô các bạn. Rồi, bây giờ cái rau câu nó được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ múc ra trong cái phần cái tủng như vậy nè, một ít thôi. Kế tiếp đó mình sẽ để cái phần phô mai vô. Theo là mình sẽ làm cái phần bánh lăng nha các bạn, cũng để cái ít phô mai vô luôn. Các bạn, giờ mình nghiền ra, bỏ 3 cục vô là được rồi. Bây giờ là mình quậy cho cái phần phô mai nó tan ra, là mình sẽ bắt con bếp mình nấu nha. Giờ mình cũng bật lửa lên á, mình nấu cái phần bánh lăng lên trước nha các bạn. Thì mình cũng có chuẩn bị đường nè, mình cũng cho một ít bột rau câu vô.
trong cái phần chén đường như vậy nè, mình cũng trộn đều lên. Mình cũng làm tương tự như cái phần rau câu á các bạn. Mình để vô mình cũng vừa quậy mình vừa để nha các bạn, để tránh cho nó không có bị đóng cục á. Mình cũng cho một ít cái vani vô các bạn. Rồi mình nấu như nào cái phần phô mai nó sẽ tan ra là được á. Cái phần phô mai bây giờ nó đã tan rồi nè các bạn. Đó. Bây giờ là mình sẽ tắt bếp nha. Bây giờ là mình sẽ đổ thêm, tiếp theo là mình đổ một lớp bánh lăn lên trên phần rau câu mà hồi nãy mình sắp cái phô mai á. Tiếp theo là mình cũng nấu cái phần nước cọc thôi các bạn. Mình cũng để chung cái phần nước như vậy nè. Với phần đường với lại phần bột rau câu đó, mình cũng để vô, mình cũng đổ, mình để vô từ từ nha các bạn. Mình cũng vừa để mình vừa quậy luôn, để nó bị đóng cục á. Cho vani với cà phê ấy, cũng y chang vậy luôn ha. Vậy là mình sẽ cho hết cà phê vô đây luôn. Cái phần bánh lăn này nè, nó cũng thành lớp rồi các bạn. Bây giờ là mình sẽ cho tiếp theo cái màu cà phê lên nha các bạn. Cái bánh rau câu mình lăn á các bạn với phô mai đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ là mình sẽ lấy ra, mình sẽ cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Bò ấm là bùa trái bánh à. Đây, không giống thì nó giờ là mình sẽ cho mấy đứa nhỏ nó ăn thử nha, mình cũng ăn thử coi
rau câu với bánh rau câu lăng á, ăn sẽ như thế nào nha các bạn. Thì ăn chúng cái phần bánh màu trắng là cái phần bánh lăng đó các bạn. Ăn thì nó có vị béo béo ha, nó thơm cái mùi hột gà nữa các bạn. Còn ăn tiếp cái phần cà phê thì nó giòn giòn, nó ngon. Để mình ăn tiếp cái phần phô mai ở trên đó các bạn. Cái phần ở trên nó phô mai á thì mình ăn nó cũng giòn giòn, phô mai thì nó béo, nó có vị hơi mặn mặn đó các bạn, ăn cũng rất là ngon, cũng được đó các bạn. Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Nếu thích đó, thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm cho mình. Xin chào các bạn.